Xin chào mọi người. Đệ nhất phế vật kiếm tông tập 241. Phàm là cá sấu ăn thịt người, bị những trường ấn năng lượng của mặt nguyệt tiếp xúc đến thân thể, để một trận gầm rú, sau đó cấp tốc hướng về sâu trong đầm lầy bỏ chạy. Chúng ta đi. Lúc này mặt nguyệt đột nhiên đối với Lục Kiếm Giao đang có chút ngẩn người kia nói ra. Lục Kiếm Giao lấy lại tinh thần, sắc mặt trắng bệch, nhìn mặt nguyệt hư nhược sắp đứng không vững kia trong lòng giật mình, sau đó đưa tay kéo mặt nguyệt phi nước đại. Lục Kiếm Giao có vùng ngốc, không hề hướng về phía nguyên viên bên kia mà chạy tới, mà là mang theo mặt nguyệt hướng về một bên khác trốn đi. Chẳng qua nguyên viên hiển nhiên không muốn bỏ qua cho các nàng, đã xuất hiện tại trước mặt các nàng ngăn lại hai nữ. Người muốn làm cái gì? Lục Kiếm Giao cãi định nói. Khách hạ, coi là thực sự không nhìn tới mặt da của ta sao? Bên trên gương mặt tái nhợt có mặt kinh nguyệt ẩn chứa một tia nộ khí. Mặt da sao? Nguyên viêm hừ lạnh một tiếng. Mặt tiểu thư, ta đương nhiên không dám đắc tội với mặt da của ngươi. Có điều nữ nhân bên cạnh ngươi này, Bí Kim Phong đang ở nơi nào? Ta ra tay với nàng, chuyện này cùng mặt da ngươi không có quan hệ gì đúng không? Nàng là bằng hữu của ta. Mặt kinh nguyệt sắc mặt có chút thiếu tự tin, nhưng nàng biết rõ người trước mắt này có chủ ý gì đó. Cầm xuống Lục Kiếm Giao, đến tình trạng hiện tại của nàng, ngoài trừ cầu xin hắn ta ra, căn bản là không còn con đường nào khác. Bằng hữu sao? Nguyên Viêm cười là một tiếng. Mà tiểu thư, ngươi thật sự cho rằng mặt đẹp của ngươi là vô địch rồi sao? Hắn nói xong, tay phải hướng về phía Lục Kiếm Giao chụp tới. Lục Kiếm Giao biến sắc. Lúc này nàng đã là nó mạnh hết đà, nơi nào là đối thủ có một tu nhân cảnh. Nhìn thấy một tay kia chụp tới, nàng muốn phản kháng như là có lòng mà không có sức. Dưới sân có âm thanh xé gió vang lên. Thế đó mà bóng người xuất hiện tại trước mặt Lục Kiếm Giao. Đã thân ảnh này không phải là ai khác, chính là Diệp Phong đang vội vàng chạy tới. Thông qua hắc ưng, hắn đã sớm phát hiện mấy người gặp phải nguy hiểm, thế là vội vàng khoác lên áo choàng chạy tới. Vẫn còn tốt, không có tới trễ. Nhìn một tay của Nguyên Viêm chộp tới kia, khóe mà Diệp Phong hiện lên một tia tàn nhẫn, đã đấm bao nhiêu đánh tới. Ầm! Một quyền đánh vào trên tay Nguyên Viêm, một khối lực lượng cường đại từ trên tay hắn tràn ra, làm cho Nguyên Viêm sắc mặt kịch biến. Mà Nguyên Viêm càng là lùi lại hơn 20 bước. Ngươi là ai? Nguyên Viêm ngưng trọng nhìn Diệp Phong, đem tay phải chậm rãi thả về phía sau lưng, nhưng cánh tay kia đang run rẩy. Giờ đây Diệp Phong xuất hiện, lực lượng dao trong động thở vào một hơi. Già hóa này nếu lại không xuất hiện thì hai nữ các nàng hôm nay liền phải nằm lại chỗ này. Mặc Nguyệt ở một bên trong lòng cũng thở phào một hơi. Bất kể như thế nào, các nàng hiện tại hắn là an toàn. Mặc dù kẻ trước mắt này chỉ là lên cảnh, nhưng là nàng đối với thực lực của đối phương rất có lòng tin. Diệp Huynh, đến lúc này Lục Hạ ở một bên muốn nói gì đó, Diệp Phong lại trực tiếp khoát tay áo. Thông qua hắc hưng, hắn đã hoàn toàn rõ ràng phát hiện trước đó đã xảy ra chuyện gì. Hai người này hắn vốn dĩ còn cho rằng có thể kết giao một chút, nhưng hiện tại hoàn toàn không cần phải làm như thế. Tại thế sắc mặt Lục Hà cùng Tư Không Minh hai người đã trở thành khó coi. Nguyên tình bối người này chính là Diệp Dương, chính là hắn với đệ tử vô cực tông của ngươi, Gia Thịnh trầm giọng nói. Nguyên Viêm nhìn Diệp Phong nói ra, người đã đến đây, đồng tử hắn liền có rút lại, bởi vì gia hỏa trước mặt hắn này vậy mà đã đi tới trước mặt hắn, mà đấm đấm chính là xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Diệp Phong vốn cũng không quên nói nhảm. Nguyên Viêm nói giận, người trước mắt này chẳng qua chỉ là linh cảnh, vậy mà so với hắn một tố cảnh dị phẩm còn ngưng cụ hơn. Trên phải hắn bỗng nhiên đập mạnh, Nguyên Viêm trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lại lần nữa đã là tại bên ngoài vài chục trượng có hơn, tay trái hướng về phía Diệp Phong bỗng nhiên siết lại, lồng trong không gian. Diệp Phong thân hình có chút dừng lại, xong khắc nắm đấm của Diệp Phong bỗng nhiên xoay tròn, ầm một tiếng, lồng trong không gian nháy mắt vỡ vụn, mà Diệp Phong lại đi tới trước mặt Nguyên Viêm. Lần này Diệp Phong không còn cho Nguyên Viêm cơ hội bỏ chạy, tốc độ so với lúc trước đề cao hơn một bậc, công kích rất đơn giản, chính là một quyền đánh về phía Nguyên Viêm. Diệp Phong đánh nát lồng giam không gian, Nguyên Viêm trong lòng liền hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới đến nhận sâu kiếm trước mắt này, thậm chí ngay cả lồng giam không gian đều có thể đánh nát. Lực lượng của hắn đến cùng khủng bố đến mức nào vậy chứ? Hắn là yêu thú tôn giai sao? Nhưng hiện tại hắn đã không có thời gian suy nghĩ những chuyện này, bởi vì nắm đấm của Diệp Phong đã đi tới trước đầu hắn. Cảm giác được lực lượng cuồng bá bên trong nắm đấm kia, Nguyên Viêm không dám khinh thường, không dám đón đỡ, vô định tránh ra, mà tốc độ của Diệp Phong đột nhiên trở nên cực nhanh. Một quyền trực tiếp đánh vào trên mặt của hắn, một tiếng hét thảm vang lên. Nguyên Viêm trực tiếp bay ngược ra ngoài,
Trên không trung, Dương Phong lại là lính người vọt lên, đưa tay bỗng nhiên tóm lấy bả vai Nguyên Viêm, tay trái bỗng nhiên chính là một quyền đánh thẳng vào cuốn họng Nguyên Viêm. Chỉ nghe rốt một tiếng, trong mắt Nguyên Viêm đã không còn sắc thái. Ở một bên, Gia Tịnh cùng Lục Hà còn có Tư Công Minh ngây ra như phẩm, một tuấn lãnh nhị phẩm, hơn nữa còn là tuân cảnh từ tâm môn ra tới, cứ như vậy mà chết tại tầm tay Diệp Dương này hay sao? Mà lại gần như không có sức hoàn thủ. Diệp Dương này chẳng lẽ là võ thần trong truyền thuyết thì sao? Đúng vậy, nếu như không phải Dương Phong là nam nhân thì bản tuyệt đối sẽ cho rằng Dương Phong chính là võ thần, bởi vì A Nam Tĩnh trong truyền thuyết kia chính là quyền pháp vô song. Đang nạp giới trong tay Nguyên Viêm lấy xuống, nhìn lướt qua đồ vật trong đó, khuấy bị Dương Phong giật một cái. Những tuân gia cảnh này thực sự là một thằng xấu, một thằng đều nghèo quánh đi. Đáng năng lực cực phẩm là không đến 500, chẳng qua vẫn còn tốt, trong đó có một bản huyền chỉ thiên giai hạ phẩm, nếu như cầm đi bán cũng hơn bán được một cái giá tốt. Muốn chạy trốn sao? Dương Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn Gia Thịnh đã ở tại hơn 30 trượng nơi xa kia, khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh. Người trước mắt này đã nhiều lần muốn hắn chết. Ta thành thiên võ nếu như không phải sợ phiền phức, hắn sớm đã kết liễu đối phương. Chẳng qua cũng còn tốt, hiện tại không muộn. Thân hình lóe lên chỉ là hai hơi thở, Dương Phong chính là đối kịp Gia Thịnh. Gia Thịnh cần muốn nói cái gì đó nhưng là Dương Phong không cho hắn cơ hội, trực tiếp một quyền để đối phương oanh văng ra ngoài hơn 20 trượng. Làm xong tất cả những chuyện này, Dương Phong đi vào bên cạnh Lục Kiếm Giao hai nữ. Thời đến đây là hai tấm trị liệu phù siêu phẩm đập vào trên thân hai nữ. Một lát sau, hai nữ gần như hoàn toàn khôi phục. Dương Phong nhẹ gật đầu, chúng ta đi. Vậy Lục Hà bọn hắn? Mà Quốc Nguyệt liếc mắt nhìn Lục Hà cùng Tư Công Minh ở một bên. Hai người lúc này đã trọng thương, nên như hai người lưu tại nơi này tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Dương Phong liếc mắt nhìn Lục Hà cùng Tư Công Minh, hai người lúc này cũng ở tại đó, trong mắt xuất hiện vẻ xấu hổ. Mặc kệ là lý do gì vứt bỏ đồng đội đều không phải là chuyện vinh quang gì. Mà lại trước lúc này Lục Kính Giao cùng Mạc Quân Nguyệt còn nói hai người bọn họ rút đi trước. Với tình huống đó, đến thực lực Lục Kính Giao cùng Mạc Quân Nguyệt để có thể rút đi, nhưng hai người bọn họ lại không làm như vậy. Mà hai người Lục Hà cùng Tư Minh lại làm như vậy. Chẳng qua rất nhanh, tâm tư cầu sinh vượt lên trên tâm tư xấu hổ. Lục Hà nói ra, Diệp Hình, việc này là ta cùng Tư Công Huynh không đúng, chúng ta xin lỗi, chúng ta không cầu Diệp Huynh có thể tiếp tục mang bọn ta tiến về di tích thánh giả, chỉ hy vọng Diệp Huynh sẽ mở tình cảm lúc trước để chúng ta trở về thành thiên võ. Tư Công Minh cũng nói ra, Diệp Huynh, chuyện mà hai người chúng ta làm lúc trước xác thực không phải là con người mà thể làm ra được, nhưng lúc đó tại loại tình huống kia, hai người chúng ta căn bản không có biện pháp gì khác. Chúng ta nếu như không rút đi sẽ trở thành vướng víu cho Đồ Cô Nương và Mặc Cô Nương. Chúng ta rút đi ngược lại còn có thể giảm bớt áp lực cho Đồ Cô Nương cùng Mặc Cô Nương. Ta nghĩ bất cứ nào dưới loại tình huống này hẳn đều sẽ lựa chọn giống như chúng ta. Dương Phong lắc đầu nói ra, mỗi người đều có lựa chọn của mình, các người có lựa chọn của các người, ta không có quyền can thiệp, không có tư cách, cũng không thể nói lựa chọn của các người chính là sai. Nhưng là các người đã làm ra lựa chọn, vậy sẽ phải vì lựa chọn của chính các người mà gánh chịu hậu quả. Trước đó các người lựa chọn vứt bỏ các nàng, như vậy hiện tại ta lựa chọn vứt bỏ các người rất công bằng. Dương Phong không phải là một kẻ chuyên bắt cóc đạo đức, những tình huống sinh tử kia đối phương lựa chọn sinh tồn không có gì đáng trách, nhưng đúng như hắn nói, mỗi người đều phải vì lựa chọn của chính mình mà gánh chịu trách nhiệm cùng hậu quả. Nghe được Dương Phong nói ra như vậy, gương mặt Lục Hà cùng Tư Công Minh vốn gì đã tái nhợt bây giờ lại trắng hơn. Hai người còn muốn nói điều gì đó nhưng Dương Phong lại đã kéo hai nữ rời đi. Dần dần sự sợ hãi trong mắt hai người biến thành oán độc. Cứu chúng ta ra ngoài chứ cần hắn tiện tay mà thôi, đúng là kẻ ác độc. Uổng công ta còn vì để hắn ra khỏi thành mà đi cầu xin cứu cửa của ta, sợ biết hắn là người vô tình vô nghĩa như thế. Ban đầu ở thành Thiên Võ đi nên để cửa của ta giết chết hắn. Tư Công Minh phẫn nộ nói ra. Nhìn Dương Phong ba người bị mất trong tầm mắt, Lục Hà trong mắt oán độc ngày càng đậm hơn. Nhưng là rất nhanh, hắn không có thời gian để oán hận Dương Phong, bởi vì những con cá sấu ăn thịt người kia lúc trước bị Mạc Quốc Nguyệt dùng huyền kỹ thiên giai để lui kia, vậy mà lại xuất hiện một số đuổi theo Dương Phong mấy người, nhưng còn lại thì hướng về phía bọn họ lao tới. Lục Quân làm sao bây giờ? Tư Công Minh hoảng sợ nói, con người ta trước mặt sự tử vong thường sẽ lộ ra sự hèn nhát mà ngay cả chính mình cũng không nghĩ tới. Nhìn đám cá sấu ăn thịt người lao tới kia, Lục Hà trong mắt xuất hiện vẻ dữ tợn. Hơi do dự một chút, Lục Hà đột nhiên một tay chộp vào bờ vai Tư Công Minh, sau đó không đợi Tư Công Minh kịp phản kháng, liền dùng tất cả sức lực bỗng nhiên một chân đá vào phần bụng Tư Công Minh. Tư Công Minh lập tức văng vào bên trong đám cá sấu ăn thịt người kia. Hai người chết dù sao cũng tốt hơn so với một người chết. Tư Công Minh, ngươi yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi.
Anh nói xong, thời dịp bày cả số ăn thịt người bị Tân Công Binh hấp dẫn, Lục Hà xoay người bỏ chạy. À, Lục Hà, ta có làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhưng rất nhanh, thanh âm này liền im bặt. Có đôi khi, ở trước mặt sự tử vong, ranh giới cuối cùng có một người sẽ bị đổi mới đến vô hạn. Tích. Đúng lúc này, bên trên đám mây đột nhiên phát ra một âm thanh bén nhọn. Tiếp đó, có hai chùm sáng màu vàng từ đám mây kích xạ bắn xuống. Trên trước mắt, điện đấy xuất hiện tại trên đỉnh đầu Lục Hà. Đã chạy ra khỏi phạm vi cá sấu ăn thịt người. Không! Lục Hà bên dưới hai chùm sáng màu vàng phát ra một thanh âm gào thảm cuối cùng. Âm! Chùm sáng màu vàng ống đánh vào trên thân Lục Hà. Hắn liền trực tiếp thành hồn câu dịch. Vào ban đêm, trăng sáng sao thưa, ánh sáng nhàn nhạt chiếu như xuống, mang lại cái đầm lầy một mảnh trong trẻo lạnh lùng. Ba người không tiếp tục lên đường bởi vì di chuyển vào ban đêm, mà là tại loại đầm lầy khắp nơi để đặt cá sấu ăn thịt người như thế này, đó không thể nghi ngờ chính là muốn chết. Diệp Dư, nếu thực lực của ba người chúng ta thật sự có thể thoát ra khỏi mảnh đầm lầy này được hay không? Tại một chỗ trên con đường bên cạnh đầm lầy, ba người ngồi trên mặt đất, mà có người đưa mắt nhìn đầm lầy mênh mông, nhẹ giọng hỏi. Bản mặc dù bây giờ bình an vô sự, nhưng đó là tại dưới tình huống không gặp phải cá sấu ăn thịt người trưởng thành. Nên như gặp phải cá sấu ăn thịt người trưởng thành thì hậu quả kia khó mà lường được. Bởi vì mỗi một con cá sấu ăn thịt người trưởng thành không chỉ là tôn giai, mà khẳng định còn có một nhóm lớn kéo theo. Đương nhiên là có thể. Lục Quân Giao thì cười nói, Kinh Nguyệt, ngươi đừng lo lắng, gia hỏa này rất mạnh, có hắn tại đây, cái gì mà cá sấu ăn thịt người đều chỉ là phù vân. Đối với Mạc Kinh Nguyệt đã cùng một chỗ trải qua sinh tử này, nàng đã đem đối phương xem như bằng hữu. Giờ vòng đang tính tọa tu luyện, nghe được câu này nhưng không được khóe miệng giật một cái. Thật sao? Mạc Kinh Nguyệt đưa mắt nhìn Nhị Phong nói ra. Đương nhiên, Lục Quân Giao nói, ta cho người biết bên trong thế giới là người, bên trong thế hệ trẻ tuổi, ngoài trừ A Nam Tĩnh yêu nữ kia ra, không có người nào là đối thủ của hắn. Dư Vong kia thì sao chứ? Dư Vong không phải là một tiếng ho khan cắt ngang lời Lục Kính Giao. Nghe được Dư Phong nhắc nhở, Lục Kính Giao cười ngùng ngùng. Nàng vốn nhanh mồm nhanh miệng, kém chút liền trực tiếp nói, Dư Phong không phải là Diệp Dương hay sao? Chẳng qua vẫn còn tốt, nàng đã kịp thời quay xe. Lục Kính Giao nói ra, chuyện đó ngoài trừ Dư Phong cùng A Nam Tĩnh. Mà có người a một tiếng, sau đó ánh mắt đã nhìn Di Phong lập tức trầm mặt. Di Phong mở mắt ra, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Lục Kính Giao. Nữ nhân này IQ có thể cao hơn một chút được hay không? Lấy sự thông minh này của nàng làm thế nào mà một đường từ Nam Vực xong đến nơi này được chứ? Đột nhiên từ nơi xa truyền đến một tiếng oanh minh. Lục Kính Giao cùng Mặc Kính Nguyệt biến sắc. Di Phong nói ra, đừng lo lắng, ngoài vạn dặm phía trước có người đang cùng cả sấu ăn thịt người chiến đấu, cùng chúng ta không liên quan gì. Nghĩ ngơi thật tốt một chút đi. Còn quá xấu ăn thịt người chiến đấu sao? Lục Quân Giao nghe xong đã tức hứng thú, cầm kiếm đứng dậy nói ra, chúng ta nhanh tới đó thôi. Sau khi đi vào trung vực, nàng càng thêm thích chiến đấu, bởi vì trong lúc chiến đấu mới thể thật tốt tăng lên thực lực của mình. Chúng ta đi làm cái gì chứ? Dư Vong như không được hỏi. Đương nhiên là đi hỗ trợ a. Lục Quân Giao như lẽ đương nhiên nói ra, đây là nhân loại gặp được khó khăn có khả năng giúp đỡ một chút liền giúp một chút ta. Dư Vong triệt để không nói nên lời, mà Công Nguyệt ở một bên thì khẽ lắc đầu. Tính tình Lục Kính Giao này nàng rất thích, bởi vì dù sao thì rất ngay thẳng cùng thiện lương, không có chút tâm cơ gì, nhưng có đôi khi thì chính quá ngây thơ. Làm sao thế? Ta nói không đúng sao? Lục Kính Giao nói ra. Dư Vong nói ra, đầu tiên những người bên kia không cần ngươi hỗ trợ. Cho dù có cần hỗ trợ, ngươi cũng phải xem mình có thực lực đó hay không. Không có thực lực đó lại còn đi hỗ trợ, đó chính là đi chịu chết. Còn có đi lại ở bên ngoài, người tốt nhất nên thu hồi thiện tâm khi của người. Thiện tâm đó có thể hại chết người. Chuyện lấy oán trả ơn, thế giới này mỗi ngày đều đang xảy ra, hiểu chưa? Lục Kính Giao ngồi rất lại tại chỗ, đưa mắt nhìn Dư Phong, có chút sầu rĩ không vui. Có phải là cảm thấy ta quá máu lạnh được không? Dư Phong nói ra, là từ người nói, ta không hề nói ra. Lục Kính Giao nói, thực sự là thù trắng với đường như này. Dư Phong im lặng, thành chủ của vực thành kia cũng như vậy. Làm sao lại yên tâm để nữ nhi của mình ra ngoài như vậy được chứ? Hắn chẳng lẽ liền không sợ nữ nhi của mình sẽ bị người đem đi bán sao? Lúc này mà Mạc Quân Nguyệt nói ra, Kiếm Giao, người có thể xâm nhập đến sâu trong đầm lầy này, hơn nữa có thể giao thủ cùng cả sấu ăn thịt người, người gặp thấy bọn hắn là người bình thường được sao? Có lẽ bọn hắn đang làm nhiệm vụ gì đó, mà có lẽ đang làm chuyện gì khác. Chúng ta tùy tiện đi qua có khả năng sẽ còn bị người khác xem như địch nhân. Còn nữa, nếu như thực lực của đối phương so với chúng ta mạnh hơn quá nhiều, sau đó đối phương thấy xác khởi ý. Tự nhiên nguyên viêm lúc trước kia ngươi phải làm sao đây?
Đương nhiên, ta nói những chuyện này đều chỉ là giả thuyết, như là chuyện đó không phải là không có khả năng xảy ra. Ta biết các ngươi là vì tốt cho ta, ta chỉ là hiếu kỳ muốn đi qua đó nhìn một chút mà thôi. Lục Kim Dân nói, lòng hiếu kỳ hại chết bèo, rảnh rỗi như vậy còn có bằng thật tốt ngồi xuống tu luyện đi. Chúng tôi nói ra, biết rồi, ta hiện tại liền tu luyện. Lục Kim Dân trừng mắt nhìn Di Phong thầm nghĩ, trời nào đó ta lợi hại hơn ngươi, nhất định phải mỗi ngày đều giáo huấn ngươi, để ngươi biết tư vị bị người giáo huấn. Trong đêm khuya, xung quanh đều yên tĩnh, im lặng. Di Phong mở hai mắt ra, đưa mắt nhìn Lục Kim Dân cùng Mạc Quyết Nguyệt. Mạc Quyết Nguyệt thì còn tốt, tay nắm lại thật chặt, rõ ràng là không ngủ say. Mà Lục Kim Dân thì đã ngáy khò khò. Nếu như này, nàng là đối với mình có lòng tin hay là đầu bị cửa kẹp về chứ? Đây chỉ là đầm lầy, xung quanh rất có thể sẽ xuất hiện cả số ác thịt cười. Nàng thế mà còn có thể ngủ say. Lắc lắc đầu, Di Phong đi đến một bên đầm lầy, đứng trước đầm lầy. Di Phong hai mắt nhắm lại, một sợi kim bí thoát đi khỏi cơ thể. Sau đó nằm yên không một tiếng động tiến vào trong đầm lầy. Không đến một lúc, đầm lầy trước mặt Di Phong đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy. Tiếp đó, từ sợi đỏ tươi xuất hiện tại trên bề mặt đầm lầy. Hóa ra ngươi cũng phát hiện. Lúc này mà con Nguyệt xuất hiện tại sau lưng Di Phong nói khẽ. Di Phong nhận gật đầu. Ở nơi này ta làm sao dám ngủ được chứ? Ta không phải là Lục Kim Dao tiểu nữ ngu ngốc kia. Mà con Nguyệt nhẹ cười sau đó nói ra. Người lúc trước nói phía trước có người đang cùng cả số anh thịt người chiến đấu. Đối phó là một người hay là ba vị, hai nam, một nữ, đây là Tô Nhật Ảnh. Di Phong nói ra, là người tốt hay là người xấu thế? Di Phong trợn trắng mắt, hề, người coi ta là thành tiên sao? Mạc Quyết Nguyệt hơi sững sờ, rồi rất lắc đầu cười một tiếng. Tại nơi này thực sự là không có cảm giác an toàn. Phải biết nhân loại so sánh với huyền thú đáng sợ hơn nhiều. Chẳng qua vẫn còn tốt có người tại đây. Con ta là vệ sĩ hay sao thế? Mạc Quyết Nguyệt cười cười, cứ xem như thế đi. Lại nói, người so với bên trong tưởng tượng của ta còn thú vị hơn rất nhiều. Trong tưởng tượng sao? Di Phong nhướng mày. Mạc Quyết Nguyệt nhẹ cười cười nói ra, không có gì, quá muộn rồi, nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Nói xong nàng quay người trở lại vị trí cũ. Di Phong đưa mắt nhìn Mạc Quyết Nguyệt, sau đó ánh mắt ném đến nơi xa, thấp giọng nói, với cái gì mà cô gái trên mặt phiến trước kia để ta cảm thấy có chút quen thuộc như vậy chứ? Cứ như vậy một đêm trôi qua. Ngày hôm sau lúc trời tờ mờ sáng, từ tiếng oanh minh liền đem Di Phong ba người đánh thức.